Chiều 31 tháng 7, thông tin từ Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các lực lượng chức năng đang triển khai lực lượng để điều tra vụ cướp tiệm vàng ngay trước cổng chợ Đông Ba, thành phố Huế. Theo các nhân chứng cho biết, vào trưa 31 tháng 7, một thanh niên đã dùng súng AK bắn vào hai tiệm vàng nằm trước cổng chợ Đông Ba trong thời gian rất nhanh. Sau khi nổ súng, kẻ cướp đã ôm vàng cầm theo nhiều túi bỏ chạy ra đường trước khu chợ. Tuy nhiên, sau đó kẻ cướp lại vứt các túi nghi đựng vàng ra giữa đường Trần Hưng Đạo trước mặt chợ Đông Ba và vào khu vực giải phân cách của tuyến đường này để chạy thoát. Một trong số những tiệm vàng bị cướp chính là tiệm vàng Hoàng Đức. Tại đây có nhiều mảnh kính tủ vàng bị vỡ do bị đạn bắn. Trên nhiều cành cây trước chợ Đông Ba cũng còn rơi vãi một số dây chuyền vàng nữ trang. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc và yêu cầu người dân ở trước chợ Đông Ba di chuyển khỏi hiện trường để đề phòng kẻ cướp manh động quay trở lại nổ súng.